khoảnh khắc ngôi sao chết đang tự ăn thịt chính mình hé lộ tương lai của mặt trời. Mới đây, các nhà thiên văn học tại Đại học California, Los Angeles, Mỹ, thông qua kính viễn vọng không gian Hubble và các đài quan sát khác đã phát hiện thấy ngôi sao lùn trắng mang số hiệu G23844 đang trong quá trình hấp thụ các mảnh vỡ từ đá và băng nằm trong hệ thống của chính nó. Trưởng nhóm nghiên cứu Ted Johnson cho biết rằng họ chưa từng quan sát thấy cả hai loại vật thể này cùng được tích tụ một lúc trên một ngôi sao lùn trắng. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận trong số hàng trăm sao lùn trắng tương tự. Việc nghiên cứu những sao lùn trắng như G23844 sẽ mang đến cơ hội duy nhất để tìm hiểu về cách thức mà những hành tinh hình thành xung quanh các ngôi sao, cũng như cung cấp thêm những kiến thức về giai đoạn đầy bạo lực và hỗn mang ở các hệ thống tương tự. Sao G23844 có cấu tạo giống như mặt trời trước đây, nhưng đã lột bỏ các lớp bên ngoài và ngừng đốt nhiên liệu thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nói cách khác, nó có thể cho thấy đây là tương lai của mặt trời. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.